Ở Trung Quốc đang có bão lũ lớn, đập Tam Hiệp có bị rồi không chú? Thiên Minh Thái hỏi. Cái đập Tam Hiệp này chú Khánh cũng móp cái chén rồi đó, xin cho nó đừng bể. Nhưng mà quý vị nói anh, có xin cỡ nào nữa đó, nó bể bằng cái cách tự nhiên hay là sau này nước Trung Cộng nó yếu thế là Liên Hiệp Quốc cũng bay bắt nó giật mình bể à. Nhưng mà bể kiểu nào, miễn sao cái mục đích của mình không phải là cái đập Tam Hiệp. Mục đích của mình không có muốn người Trung Quốc khổ, người Trung Quốc cũng là con người, chỉ có đảng Cộng sản, Trung Cộng khác, Trung Quốc khác nha, nó làm khổ thế giới thôi, chứ mình không có thể, mình nói là một cái đảng người ta làm xấu, mình ghét nguyên quốc gia của họ không có đúng. Thì miễn cuối cùng là Trung Quốc nó đừng có đi ăn hiếp Việt Nam, ăn hiếp những cái nước xung quanh, và nó thay đổi cái thể chế của nó sống một cách hiền hòa lại, thì có phải là thế giới này thái bình không? Đó là mục đích của Thượng Đế là vậy, chứ không phải mình ghét người ta cái là mình cứ đi chù người ta, cái đó là mình, cái tâm của mình cũng không có đúng á, mình phải coi lại. Chú không có ghét Trung Quốc đâu à. Dũng Trần nói người có ấn trên trán có gì đặc biệt, chú gọi là ấn thiên, chú có cái ấn vuông đây nè, trong này có mấy ông rồng trong này rồi cái ấn đó rồi à. Ấn đó cũng đâu ai cũng có đâu, hiếm mà. Ấn à, đó cái ấn à, ấn nhìn chán rồi thử đây. Đó cái ấn nó vậy đó, nó ẩn thiên nó vậy đó, thì nó là ẩn trong đây nè, thấy nó bằng mấy ông rập trong này nè. Này hỏi nghe, không phải mình khoe gì đâu, nghe chuyện tới ngày hôm nay rồi đâu còn cái gì nữa đâu giấu. Trời ơi, bình thường thôi. Ở ngoài đó đó ai mà làm mấy cái dấu thiên tâm hay làm hình cha hình mẹ hay là làm những cái clip ngắn ngắn mà cái gì mà có ích lợi cho xã hội cho mình á, thì là mấy vị biết hết, là cha mẹ biết để mà phát triển, để mà cho nhiều cây đuốc á, thì nó mới mau đốt sạch cái vô minh của cái trái đất này. Cái trái đất này con người á, vô minh làm cho cái trược nó nhiều quá, mà nhiều người biết tu tập biết quay đầu á thì cái trược nó sẽ tan đi, nó cũng giống như một cái màn xương đen vậy đó, mình có nhiều cái đuốc mình đốt lên thì lâu nay á, cũng được một số đuốc rồi, thì ngoài kia mà nếu mà ai mà giỏi á, thì làm cho nhiều đuốc nữa thì người đó sẽ còn có công đức cực kỳ lớn á. Nhà quê lên phố nói anh hỏi mấy chư thiên giùm em là mấy thằng CS là gì ta? Mấy thằng CS chết nó có thằng nào được lên trời không anh? Chỉ CS ha. À CS hiểu rồi, hiểu rồi. CS là mấy đại ca hả? Đã nói rồi, nước nghiệp là đã mang chữ nghiệp vào thân thì đừng có trách trời gần trời xa, nước nghiệp phải trả cái nghiệp, mà khi trả cái nghiệp cũng giống nước Nga phải trả cái nghiệp hồi thời xưa đó, là dựng lên cái thể chế không có đúng, thì hôm nay nước Nga trả nghiệp thì Putin cũng là đại diện để trả nghiệp thôi, nước nước của tôi mắc nợ nhiều quá, tôi hôm nay tôi trả nghiệp
cho đó là thành ra bị te tư như vậy. Thì nhiều lúc mấy đại ca cũng mang sức mạnh trả nghiệp, cũng giống như mình tu học thì có những lúc mình gặp Bồ Tát nghịch để mà khảo mình thì mình mới tu được, chứ mình nếu không có Bồ Tát nghịch mình